Xin chào toàn thể mọi người nha. Hôm nay Vũ lên một cây Huana 576XB cho mọi người cùng tham khảo nha. Thì trước tiên mình xem mà tổng quan nó, em nó một xíu rồi mình vào review chi tiết nha mọi người. Nhìn vẻ bề ngoài thì mọi người cũng thấy về bên phần Huana thì mọi người cũng, nếu như người nào sử dụng quen rồi thì cũng đã biết về phần bề ngoài thì phần vỏ nhựa nó bên Huana nó đang nó thiết kế là mình chủ yếu là gai khớp nha mọi người, gai khớp. Còn bên tín thì vằn ốc là nhiều hơn, còn bên Hu là nó sai khớp nhựa nha mọi người. Đấy. Rồi, về phần động cơ thì em này được trang bị nông là 51 nông 51 nha mọi người, nông 51 cm đấy. Dung tích xi lanh là 73,5. Đấy, 73,5 cc. Đặc biệt là em này nó sử dụng hai bạt nha mọi người. Đấy, nó sử dụng hai bạt như thằng Etin. Đấy, thường thì mọi người sử dụng hú đa số là như 365 hoặc là 372 đô các kiểu á. Thì nó sử dụng một bạt, nhưng mà riêng hú 576 này, XB này thì nó sử dụng hai bạt nha mọi người. Nhưng có một cái đặc biệt quan trọng Vũ muốn cho mọi người xem á, là ở đây. Riêng em 576 này nha mọi người, thì ở bên xăng nó sử dụng hai hồng gió này nha mọi người. Đây, để Vũ mở ra cho mọi người cùng xem. Thì bên thiết kế của Hu bên dòng 576 này á, thì nó tháo lắp rất là dễ nha. Mình chỉ cần bật bốn cái nút này là mình có thể mở được cái nắp ở đây này. Đây, nó thiết kế khá đơn giản. Rồi. Đây là nong nha mọi người, nong và đây là lọc gió. Thì ở nong á, thì ở trên nong người ta vẫn có ghi số 51 nha mọi người. Đây, thì đây là nong 51 cm đấy. Đấy, và có ký hiệu thương hiệu của Hu nha mọi người. Mọi người để ý nha. Đây, chữ hạt mà ở trên đầu nó có ba cái sừng này. Đấy. Đó. Ê, con máy này thì Vũ cũng mượn thôi. Vũ cũng mượn của một ông cậu. Con này thì mới sử dụng, nói chung là mua thì mới sử dụng cưa là cũng được khoảng 2 đến 3 ngày thôi nha mọi người. 2 đến 3 ngày thôi. Đấy, bữa nay ông mặc việc nên ông không cưa nữa, ông để ở nhà. Thì Vũ mượn về làm video cho mọi người cùng xem nha. Đấy, thiết kế nó rất là bắt mắt. Đây là lọc gió của Hu Quan Á. Thì thường thì bên Hu nó sử dụng lọc gió như thế này, nó chuyên sử dụng như thế. Rồi, đến phần quan trọng hôm nay Vũ muốn cho mọi người xem á, về phần bình xăng. Đây, bình xăng nó rất đặc biệt cho mọi người. Thì Vũ không biết bên dòng Etin, nhưng mà vào từ đời 382 đổ xuống thì là chưa có dòng nào sử dụng bình xăng nó hai hòa hai lá như thế này, hai hồng gió như thế này. Đấy, thì hôm nay Vũ mới phát hiện ra con này. Thì Vũ chưa xài 366 nha mọi người, 066 nha mọi người, 066 hoặc là 661. Thì Vũ không biết bình xăng máy lớn nó, bình xăng nó có hai hồng như thế này hay không. Nhưng mà bên dòng Hu á, thì
thì 372 và 365 thì nó không có hai hòn gió như thế này đấy. Mọi người nhìn kỹ nha, đấy, mọi người nhìn kỹ nha, đây, thì ở trên đây á nó có một lá e nha mọi người, nó có một lá e, nhưng mà ở trong á nó có một lá gắng tí nữa nha mọi người, đấy, và ở dưới này nó cũng có một lá gắng tí, đấy, đấy. Khi vụ bọc gá nha mọi người, đây khi vụ bọc gá, nếu như mà cái này nó thiết kế rất là tỉ mỉ, là khi mình đi gá nhỏ thì là nó chỉ mở một hòn thôi. Đây mọi người nhìn ở phía trong này trước nha, đây ở phía trong trong cung á, thì cho vụ tháo cái máy quay ra, vụ quay cho gần cho mọi người xem cho kỹ, nên nó hơi lắc nha mọi người. Đây đây mọi người nhìn thấy ở trong cái lá nhỏ nhỏ bé vụ bọc gá này, vụ bọc gá nhẹ á thì nó chỉ mở một cái hồng gió ở trong đây thôi, còn cái hồng gió ở dưới này nó động nha mọi người. Nhưng mà khi mình đi ga lớn á, đây mình đi ga lớn là nó mở cả hai cái luôn, nó mở cả hai cái đây, đây là vụ bỏ phải ga nha mọi người, vụ bỏ phải ga là nó mở hai cái nha. Đây còn khi mình đi ga nhỏ á, thì nó chỉ có mở một cái này, đây vụ bóp và sơ sơ là nó chỉ một cái thôi, nhưng mà mình đi ra lại là mở hai cái. Đấy, đó là về phần đặc biệt của bình xăng Husqvarna 576 nha mọi người. Thì từ trước tới giờ vụ cũng sai quá rất nhiều con máy, nhưng mà lần đầu tiên vụ gặp con máy nó sai hai hồng giỏi như thế này. Rồi còn về phần gá thì đặc trưng của Husqvarna là nó sử dụng giấy gá nha mọi người, nó sử dụng giấy gá chứ nó không sử dụng que gá như là Aptin. Đây nó sử dụng giấy giống như giấy thẳng á, thì ai đã sử dụng qua Husqvarna thì mình cũng đã rõ rồi. Còn về phần nòng thì đây nòng 51 nó dung tích xi lanh của nó là 73,5 cc nha mọi người. Nó hơn thằng Aptin là tới 1,5 cc, nó tới 5,7 mã lực. Còn về bên Aptin Husqvarna, về bên Aptin 382 á, thì nó có 5,3 mã lực thôi, nhưng mà đặc biệt là nòng của nó là 51 thôi, nhưng mà bên Aptin 382 á thì nó tới 52 đấy. Thì khi Vũ làm xong cái video review này thì Vũ sẽ làm một cái video là mình thử đo sức đấy, mình cũng như là video vụ làm 381 và 382 là mình thử cơ hộp cây xem máy nào nó ăn nhân mà mình hơn đấy. Thì sau khi vụ review xong cái máy này thì Vũ sẽ làm video đấy. Rồi để chúng ta xem thử là về bên nong 51 và nong 52 thì con nào là sẽ mạnh mẽ hơn nha mọi người. Hôm nay Vũ cũng review sơ con Husqvarna 576XB cho mọi người cùng tham khảo thôi. Con về giá nha mọi người, Vũ quên. Thì về giá con này là ở đây ông cầu của Vũ mua là 14 triệu 500 nha mọi người. Đấy, 14 triệu 500 là cả máy mới nguyên thùng và làm ẻ tính nha mọi người, làm ẻ tính xịt ẻ tính đấy. Thì ở đây Vũ bên Vũ là toàn đa số là sai làm xịt ẻ tính không à, ít sai làm hú lắm. Hôm nay Vũ cũng chia sẻ video để thân nha mọi người, nếu như mọi người nào xem video thấy hay á, thì cho Vũ xin một like và một subscribe đăng ký nha. Xin chào toàn thể mọi người nha.